Hôm trước chiên xúc xích ăn thì còn dư được vài cây Cái cô ba nói thôi để mẹ làm cái món này cho con ăn Mà coi bộ cô ba qua mà lại ra được có mấy hôm thôi mà nhớ nghề hay sao á Giờ thì mình bắt đầu làm nha Ở đây thì Tuyền có cái bánh tráng Mà bánh tráng này là dạng dành cho bánh tráng nướng nha mọi người <cười> <cười> đang nói tự nhiên ho ngang Mình sẽ quết một miếng bơ lên bên trên bề mặt bánh tráng Rồi cho cái trứng gà lên bên trên Sau đó thì mọi người sẽ cho hành nè, cho xúc xích Rồi nhà có gì thì mọi người cho đó nha cái này mới khó nè <laughs> nhà không có chai tương ớt á mọi người nên là tiền xớt cái phần tương ớt ở trong cái keo ra rồi cái để vô cái găng tay làm món này nhìn đơn giản vậy thôi chứ phải biết canh lửa làm sao cho nguyên cái bánh tráng nó phải giòn đều nha mọi người nhìn cái tóc bên trong có hấp dẫn chưa nè à, bánh tráng việt nam làm được nhiều món quá mọi người hen món này có thể ăn no được luôn đó mọi người một người ăn một cái là ta nói no căng cả bụng luôn mà ăn như vậy thì chưa có đã Trắng động chưa? Bánh chán thì phải đi cùng với trà sữa Không có trà sữa thì thấy thiếu thiếu Mà trà sữa này coi bộ hơi quá lố Thôi mình quay ngược thời gian trở về 20 phút trước nha Để làm được cái trà sữa này thì Tuyền có đem từ Việt Nam sang bịch trà Thái Phút này thì hơi phèn chút xíu nha thú thật với mọi người đây là lần đầu tiên tuyền biết đến trà thái cũng như là ngửi cái mùi của nó thì ra nó ơi, nó thơm nứt mấy cái mũi luôn ấy giờ thì tuyền sẽ pha trà nha mình bắt nước sôi lên rồi nấu nấu xong rồi ủ ủ rồi thì tuyền sẽ lọc qua một cái rây mình cho vào trong đây sữa đặc nè để tạo được cái mùi đặc trưng của trà sữa thái thì tuyền thấy mọi người cho vào trong đây một cái hộp sữa này nè tuyền cũng cho vào luôn rồi bây giờ thì mình sẽ đi luộc chân châu ban đầu á tuyền luộc chân châu xong rồi á mọi người biết biết tiền nhìn thấy giống trân châu gì không? mình thấy giống chân trâu phô mai á nhưng mà cái này là chân châu củ năng ở bên tuyền thì cũng có bán rất là nhiều trà sữa thái và phổ biến lắm luôn mọi người rất là thích uống có trà thái xanh nè trà thái đỏ nhưng mà mọi người cũng biết là tuyền không có thích uống trà sữa nên ít khi nào mua lắm mà mỗi lần uống là phải như vậy nè <laughs> một ly trà sữa to đùng để tuyền đo xem bao nhiêu cm nha 28 cm là một cái ly trà sữa này gần 2 lít đó mọi người Chuyên nhẹ nhìn bắt mắt quá lợi uống trước Mà coi bộ cái này hơi bị khó à nha Không biết uống kiểu gì luôn Nhưng mà uống hết ly trà sữa này chắc truyền thái yên luôn quá Thôi để truyền chuyển sang cái ly nhỏ uống cho nó dễ với lại lịch sự mọi người <laughs> Tim mê trà sữa mà gặp được cái ly này chắc mê lắm đúng không? Còn Tuyền là thuộc team không mê trà sữa Nhưng mà gặp cái ly này cũng mê luôn nha mọi người Thú thiệt là không thích uống trà sữa thiệt Nhưng mà đối với trà sữa thái xanh thì hợp nha mọi người Kiểu trà sữa nó thơm, cái mùi rất là thơm luôn á Thơm hơn cái trà bình thường của mình nha Nhưng mà sao mà trà thái xanh nó có màu xanh vậy mọi người Xanh lắm luôn ý